Hai, chào cả nhà. Hôm nay mình vào bếp mình thực hiện món đùi gà sốt mật ong cực kỳ thơm, ngon và hấp dẫn. Thịt gà mềm cùng với nước sốt mật ong nó rất là đượm, vừa miệng, rất là dễ ăn luôn. Các bạn nhỏ nhà mình rất là yêu thích cái món này vì nó có độ thơm thơm béo béo từ mật ong và gia vị ướp, rất là ngon và vừa miệng. Cái cách làm thì vô cùng đơn giản. Các bạn cùng theo dõi mình vào bếp nhé. Nguyên liệu ở đây thì mình sử dụng là 800 g cái phần thịt gà. Gà ở đây thì mình sử dụng là một cái đùi gà và ba cái cánh. Cái đùi thì mình đã chặt nó ra làm đôi nè. Ở cái phần đùi thì mình có khía nhẹ ra một tí để tí cho nó thấm gia vị nè và nó nhanh chín đều hơn. Phần cánh gà thì mình sẽ cắt nó ra làm đôi, phần bầu cánh và cái phần cánh riêng. Mình sẽ sử dụng thêm ở đây là một ít tỏi nè, gừng, hành củ và ớt. Ở đây mình sử dụng ớt sừng không cay nha cả nhà. Bạn nào ăn cay được thì mình sử dụng nhiều ớt ha. Phần tỏi và phần gừng, hành nữa thì mình sẽ băm nghiền nó ra. Để tí nữa mình ướp gia vị cho nó thơm. Ớt thì mình cũng sắp nhỉ nó ra, sau đó các bạn băm nhỏ. Tiếp đến thì mình sẽ dùng một cái chảo nhỏ, mình cho vô đây một thìa dầu ăn và mình sử dụng là một thìa nhỏ đường. Đây mình sử dụng đường vàng hoặc đường trắng đều được nha các bạn. Mình thắng cho nó có cái màu ngà ngà vàng như vậy là được rồi nè. Sau đó mình tắt bếp nha. Lúc này màu như vậy là mình đã thấy nó được rồi. Mình dùng cái đường này để mình làm nước màu. Sau đó mình nêm gia vị vào. Ở đây thì mình sử dụng là 3 thìa nước mắm, 3 thìa hạt nêm cờ lo, 1 thìa tương ớt và 2 thìa mật ong. Mình sẽ cho thêm vào đây là 2 thìa nước lọc nữa nhé. Đây sẽ là cái phần gia vị cho cái phần nước sốt mình ướp ha. Lúc này thì mình bật bếp cho nó sôi bùng lên để nó tan các phần nguyên liệu. Sau đó mình tắt bếp này. Khi mình tắt bếp á, cái phần nước đã nguội rồi thì mình sẽ cho thịt gà vào. Các bạn trộn đều và mình ướp cái phần đùi và phần thịt gà này trong khoảng 20 phút. Trong quá trình đảo đều thì mình sẽ cho thêm vào đây một ít tỏi, gừng, hành củ và một xíu ớt. Mình cho vào mình ướp cùng với lại thịt gà luôn cho nó thơm. Các bạn nhớ đảo đều ha. Và mình ướp khoảng 20 phút cho gà của mình nó được thấm gia vị. Ở cái phần đùi mình có khía nhẹ đó để cho nó được thấm này và tí nữa mình sốt cho nó được nhanh chín hơn. Sau khi đã được 20 phút rồi thì mình sẽ sử dụng một cái chảo khác. Mình cho vào đây khoảng 3 thìa dầu. Lúc này dầu đã nóng và sôi rồi thì mình sẽ cho cái phần thịt gà vào để mình chiên cho nó được vàng hai mặt nhé. Mình chiên với lửa vừa vừa ha. Các bạn chiên một lúc thôi, không cần phải chiên cho nó lâu đâu nhé. Nó được vàng và nó săn lại cái bề mặt của miếng thịt là được. Lúc này
này mình chiên khoảng 3 phút đó cả nhà. Thì cái miếng thịt gà của mình nó đã săn lại rồi nè. Sau đó mình lật. Và mình bắt đầu mình chiên thêm khoảng 3 phút nữa. Lúc này thì cái phần thịt gà của mình nó đã săn đều hai mặt rồi. Mình sẽ giãn nó ra để mình cho cái phần hành, tỏi và một ít gừng ở giữa để mình phi cho nó thơm nhé. Đây là cái số hành, tỏi, gừng và ớt còn lại này. Mùi nó rất là thơm nha các bạn. Tiếp đến thì mình sẽ cho cái phần nước sốt, cái nước ướp gia vị thịt gà lúc nãy còn lại vào. Đây là cái phần nước ướp gia vị lúc nãy mình ướp gà đó cả nhà. Và mình sẽ cho thêm vào đây là 40 ml nước lọc. Lúc này các bạn để bếp cho nó riu riu phải không? Nó riu riu để cho cái phần nước sốt nó được thấm đều vào gà nè. Và các bạn lưu ý là cứ khoảng một lúc thì các bạn lật lại cái phần thịt gà cho nó được thấm đều luôn hai mặt. Cái màu của nó vàng ươm luôn, rất là ngon. Và mình rim thêm một lúc nữa ha, cho nó được thấm đều. Màu rất là ngon và cái nước của nó rất là sệt. Mình rim một lúc nữa rồi các bạn là tắt bếp đi ha. Cái phần thịt gà sau khi mình đã rim này được một lúc này, cái thịt nó rất là chín rồi và nó được thấm cùng cái nước sốt gia vị như mật ong, nước mắm, hạt nêm, đường, nó rất là thơm ngon cùng với một ít tỏi, ớt và hành củ, gừng nữa. Các bạn là ăn cái miếng thịt gà của mình đó, nó có cái độ mềm, độ béo, độ thơm ngon, ăn cực kỳ ngon và hấp dẫn. Những cái món này thì các bạn nhỏ như mình cực kỳ thích luôn, tại vì nó dễ ăn và cái gia vị ướp nó vừa miệng các bạn ạ, ăn cực kỳ ngon nhé. Với bữa ăn này thì cách làm nó rất là đơn giản và dễ thực hiện, không quá cầu kỳ và phức tạp. Các bạn hãy làm cho gia đình cùng ăn nhé. Nếu như các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy cho mình một nút đăng ký và chia sẻ hoặc là một nút like để mình có thêm động lực ra những video mới và ngon hơn, hay hơn, hấp dẫn hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!